Mọi người vào vị trí. Phim trường im lặng. Âm thanh. Đây. Camera. Đây. 143-28. Action. Anh Thái à, kịch bản này rất độc, độc lắm. Còn dàn diễn viên thì khỏi chê, bảo đảm hút khán giả. Ôi, kịch bản không thành vấn đề, phim hay hay dở không quan trọng, chỉ cần diễn viên đẹp là ok. Cảm ơn em, anh còn sống. Bữa nay dòm em nền nã quá. Thật là biết đùa. Ở đây đây, giới thiệu với em, đây là anh Thái, người đầu tư cho dự án phim Ninja Đại Chiến đó. Ủa vậy hả? Dạ em là Phương, hân hạnh được biết anh. Chờ em, mời em ngồi. Dạ. Nhưng bên kia đi. Giới thiệu với anh Thái, đây là diễn viên Quỳnh Phương, có tham gia một cái vai nhỏ xíu trong phim. Trời đất ơi, xinh đẹp như vậy tại sao lại tham gia một vai nhỏ xíu? Uổng quá, ít ra là vai phụ chứ anh Khải. Đó. Anh đã nói rồi thì chuyện nhỏ. Con cảm ơn anh nhiều nha. Không có chi. Sắp tới tụi anh có những dự án phim mới. Nếu như rảnh, tham gia với tụi anh một hai phim cho vui. Anh cam đoan với em, tên tuổi của em sẽ được nâng lên tới hàng ngôi sao. Mà nhìn thấy em, anh thấy có đầy đủ những tố chất để trở thành một ngôi sao đó. Thái nè, không hiểu tại sao tự nhiên em thấy em yêu anh quá. Chào em, anh đang ngủ. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở Hồng Kông. Bây giờ anh mệt quá, anh ngủ nha. Có gì ngày mai anh gọi lại cho em ha. Hình như anh đang ngủ với ai hả? Không có, làm gì có. Anh vừa mới ngáp. Anh ngủ có một mình rồi. Không có, sao anh phải nói chuyện giọng thều thào, giống như sợ ai nghe thấy vậy? Anh đã nói là anh đang ngủ mà. Anh! Hả? Anh có yêu em không? Có mà. Có mà là sao? Sao anh đang nói chuyện kỳ vậy? Chắc chắn là anh đang ở với con nhỏ nào rồi đúng không? Làm gì có. Nói đi, nói lớn lên. Anh có yêu em không? Có, anh yêu em mà. Ở đây ồn lắm, em không nghe được gì hết á. Nói lớn lên, anh có yêu em không? Anh yêu em nhất trên đời. Anh nói anh yêu em hả? Không phải, không phải. Điện thoại, điện thoại. Chuẩn bị quay nha. Mọi người vào vị trí. Phim trường im lặng.
143-58. Action! Giao vị trí chuẩn bị làm lại. Mấy anh tập cái chuyện gì vậy hả? Hả? Mấy anh có biết tôi là nữ diễn viên chính? À không, phụ, nhưng mà mấy anh... Đây! Mày có tin là tao chém mày không thằng kia? Anh Khải, còn nữ diễn viên chính của mình thì sao? Phải thai thôi. Nó đang có bầu. Phim mình là phim hành động, đấm đá, nhảy đùng 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 đùng. Nó lọt con ai đỡ cho kịp. Ừ ha, vậy thì phải thay thôi. Ê, anh Khải, anh thấy cô Phương này sao? Được không? Nhỏ này á. Ừ. Đẹp thì có đẹp, nhưng mà chỉ để trưng thôi. Giống như cái bình bông á, mà là bông giả nữa. Với lại cái dài này cần một cái nội tâm sâu sắc, mà nhỏ này nội tâm đơn giản lắm. Vậy thì thay đi, mà nhớ đẹp là được rồi. Yên tâm, tôi biết tiêu chí của anh mà. Đẹp mà thơm. Dạ đẹp. Anh, khoan cho anh. Khoan gì, anh đang hứng mà. Em biết rồi, mà có chuyện khác quan trọng hơn nè. Nè, không có chuyện nào quan trọng bằng chuyện này đâu. Chuyện phim đó, anh ạ. Cái bàn nữ chính vẫn còn khuyết. Anh nói với anh Khải, cho em nha. Tưởng cái chuyện gì? Em muốn đóng vai nữ chính đúng không? Chuyện nhỏ. Ngày mai anh nói với anh Khải một tiếng là xong liền ha. Anh hứa rồi đó nha, nhớ đó. Cái đó thì để mai tính đi. Còn bây giờ thì... Tới trễ 2 tiếng 17 phút 58 giây. Anh xin lỗi nha. Tại cuộc họp nó kéo dài lâu quá. Như vậy, anh phải gọi điện thoại nói với em một tiếng chứ. Anh biết rồi, anh hứa với em lần sau. Em ghét rồi. Em thương anh. Baby à.